AI đã trở nên phổ biến đến mức nhiều người có thể không nhận ra tác động của nó, cũng như sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào nó. Và nếu không để mắt nhìn lại, chúng ta sẽ khó nhận ra sự thay đổi nhanh chóng ấy. Chỉ trong một vài chớp mắt, thế giới đã dần bước sang một thời kỳ mới, nơi mà công nghệ không dây, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo đang trở nên ngày càng phổ biến trong cuộc sống của mỗi người. Sự thay đổi này dẫn đến hàng loạt sự thay đổi về một thế giới trong tương lai được dự đoán là sẽ sử dụng phần nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo để phục vụ đa số đời sống của con người hàng ngày. Từ hệ thống nhà thông minh, bệnh viện thông minh, robot giúp việc, hệ thống tự vận hành bởi AI, và hơn hết, nó sẽ là hình thức thanh toán không tiền mặt. Sẽ không dễ để thuyết phục tất cả mọi người về một tương lai mà công nghệ blockchain và tiền mã hóa sẽ ảnh hưởng lớn đến thế giới này. Và cũng không dễ để nhìn được những sự chuẩn bị này đã được bắt đầu và nhen nhóm. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Còn cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai bắt đầu vào khoảng thập kỷ 1860. Còn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba lại bắt đầu khoảng hơn 100 năm sau đó, vào năm 1960. Khi mà các tiến bộ về hạ tầng điện tử, máy tính, công nghệ kỹ thuật số trên nền tảng là sự phát triển của bán dẫn và siêu máy tính. Và đến bây giờ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào thế kỷ thứ 21, tiếp sau những thành tựu lớn từ ba lần để lại, hình thành nên từ nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, với công nghệ như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, công nghệ nano, sinh học, v.v. Và hiện nay thì thế giới đang ở trong giai đoạn đầu tiên của cuộc cách mạng này, là chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển tiến đến để bắt kịp theo xu hướng thế giới và mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của con người. Theo chu trình này, thời gian quá trình chuyển đổi của cách mạng từ 1.0 đến 4.0 đang ngày càng được rút ngắn lại bởi sự tiến bộ về công nghệ. Và sự thay đổi nhanh chóng như vậy, thậm chí nhiều người sẽ không biết rằng đang có những thay đổi rất lớn ngấm ngầm trong thế giới này diễn ra mỗi ngày. Những ai tham gia vào PI cũng là tham gia vào trong quá trình thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy mà những người tham gia PI Network sẽ thấy rõ hơn một tương lai về một thế giới không biên giới, sử dụng công nghệ blockchain kết hợp với tiền điện tử. Thường thì đa số sẽ chỉ thấy được sự thay đổi khi nó trở nên quá rõ nét, và chỉ có số ít biết được trước quá trình thay đổi ấy và nằm trong quá trình chuẩn bị cho sự bùng nổ lớn đó. Cho nên không khó để thấy nhiều người vẫn thấy PI Network là một thứ gì đó không đáng tin, vì PI là một kiểu hình mới xuất hiện trên thế giới. Mà cái gì quá mới thì con người không thể hiểu biết hết, vì vậy tâm lý nghi ngờ và thiếu tin tưởng là có. Nhưng đó cũng là điều tốt khi nó khẳng định PI Network là một thứ gì đó rất mới mẻ, mà những thứ mới thì sẽ thay thế dần cho những thứ cũ. Và thế giới này, trước những sự kiện lớn hay trước những cuộc cách mạng, đều có một quá trình âm thầm chạy đua cho sự chuẩn bị để đón đầu cuộc cách mạng đó. Giống như sóng thần, trước khi cơn sóng ập vào, mặt biển thường rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này chính là sự chuẩn bị để đợi chờ thời cơ. PI Network như một cơn sóng thần, chuẩn bị và đợi thời cơ. Thời cơ của đồng coin Randix đã qua, Cardano và Omega cũng như vậy. Cả ba đồng trên đều đã open mainnet và kết cục không mấy tốt đẹp. Mọi thứ đã qua đi mà không đem lại bất kỳ một sự thành công vượt trội nào trong các đồng coin này. Rõ ràng việc open mainnet trong suốt một năm vừa qua của các đồng coin cho thấy đó chưa phải là thời cơ thích hợp hoặc là sự chuẩn bị đầy đủ. Hãy chờ đợi như một con hổ đợi mồi, hấp tấp thì chỉ làm mất đi bữa ăn. Tất cả những người giàu có thật sự đều có một phẩm chất là kiên trì. Có người từng nói thành công là cơ hội cộng với sự chuẩn bị. Cơ hội đấy nhưng không có sự chuẩn bị để đón đầu nó thì cơ hội ấy sẽ vượt qua. Sự chuẩn bị là tính kiên trì chờ đợi thời cơ tới, là cơ hội của sự chín mùi, xây dựng cốt lõi, phát triển bản thân, có khả năng đương đầu trong tương lai như những gì mà Pi đã xây dựng trong 4 năm vừa rồi. Một thành viên trong nhóm Pico Team đã nói chỉ mất 3 tháng để Pi có thể open mainnet, nhưng được gì sau khi open mainnet chỉ sau 3 tháng? Kết quả chắc nhiều người đã đoán được. Vì vậy, phẩm chất mà Pi Network đang có là cả tư duy về mặt chiến lược
là biết rõ mình muốn gì, mục đích xây dựng Peer là gì, tầm nhìn của Peer cần đạt được là như thế nào, nên không để những lời nói ngoài tai làm ảnh hưởng đến quyết định manage của mình. Nicholas và đội ngũ của mình rất giỏi trong lĩnh vực này. Nicholas Kokalik là một trong những người đầu tiên dạy về blockchain tại Đại học Stanford, và Đại học Stanford là một trong những trường đại học đầu tiên trên thế giới đem blockchain vào môn học. Vì vậy, Nicholas và đội ngũ của mình là mặt thầy trong lĩnh vực tiền mã hóa này. Họ biết rõ mình đang làm gì, muốn gì và cần phải làm gì. Họ không muốn business world thành công qua việc ăn may, mà là một sự chuẩn bị đủ kỹ lưỡng để sự thành công đó đúng với những gì mà họ mong muốn, để tỷ lệ thất bại thấp nhất có thể. Do đó, cho dù không phải là business world, thì Nicholas và cộng sự của mình vẫn hoàn toàn có khả năng thành công trong nhiều dự án khác, vì họ tài giỏi. Không phải Pi thì cũng sẽ là thành công ở một lĩnh vực khác. Và đứng sau một dự án thành công, nó cần phải có một nhóm đội ngũ tài giỏi. Pi Network sở hữu những điều đó. Có lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính. Trong phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười. Đó là: thưa ông, là người giàu nhất trên thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái của mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không? Câu trả lời của vị tỷ phú này có thể làm bạn bất ngờ. Elon Musk đã nói: trước hết, hãy hiểu rằng giàu có không có nghĩa là có một ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ, một người nào đó có thể trúng số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu. Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú giàu có từ xổ số đều nghèo khổ trở lại sau 5 năm. Peer Network đang được xây dựng bởi những người tài năng, và họ không muốn đây là một cuộc chơi xổ số, gieo một con số và cầu mong nó có kết quả tốt. Rõ ràng Peer có tin tham vọng hơn thế nhiều. Mặc kệ những lời bàn tán về một dự án nằm dài trong 4 năm vẫn chưa về Manet hay Lisa, chỉ để chắc chắn rằng họ chỉ làm đúng một dự án, nhưng dự án này chắc chắn phải thành công. Và chính điều đó biến 4 năm qua trở thành một giai đoạn đầy cảm xúc với các thành viên trong nhóm Pico Team. Khi một ngày nào đó Pi tận hưởng sự thành công của mình, các pioneer cũng được tận hưởng những thành quả sau nhiều năm theo đuổi. Những khoảng thời gian trong 4 năm vừa qua sẽ vô cùng ý nghĩa, vì nó không dễ dàng cho cả đội ngũ và cả cộng đồng. Bởi vì sau mỗi con đường trong gai, thành công sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với một con đường bằng phẳng. Và để kết thúc cho video này, xin trích lời của tiến sĩ Nicholas, thuyền trưởng của Pi Network. Đó là: không có con đường tắt nào dẫn đến thành công lâu dài, cho dù là một cá nhân hay một tổ chức, cho dù là trong quá khứ trước đó hay là ở trong hiện tại tương lai, thì những điều tuyệt vời đều cần thời gian và nỗ lực bền bỉ để xây dựng. Hy vọng rằng mỗi pioneer sẽ tự mình nhìn thấy được những ồn ào thăng trầm của thế giới bên ngoài và tiếp tục tập trung xây dựng vào những giá trị thực tế và kiên trì theo đuổi nó dù cho có khó khăn, để đến cuối cùng là tự mình tạo ra được những thứ mà chúng ta đã hằng cố gắng để đạt được. Mục tiêu của Pi là trở thành đồng tiền phổ biến nhất trên thế giới, còn mục tiêu của tiền mã hóa là giúp cho loài người trên thế giới tự do sử dụng đồng tiền của mình mà không bị chi phối bởi quyền lực của chính phủ hay bất kỳ một tổ chức độc quyền nào. Nhiều người sẽ nghĩ rằng điều đó có khi là không cần thiết và thậm chí nó chẳng quan trọng. Nhưng có một sự thật về quyền lực ngầm trên thế giới này mà phía sau đó rất ít người biết. Nó được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ bởi những người có quyền lực bậc nhất từ cách đây rất lâu về trước, để ngấm ngầm thống trị thế giới mà chúng ta đang sống qua tiền tệ và tài chính. Mình tin chắc rằng sau khi nghe xong video này, bạn sẽ hiểu vì sao Pi Network lại được sinh ra ở trong lòng của nước Mỹ. Tại sao Mỹ, một quốc gia biểu trưng của sự tự do và giàu có, lại là nơi sinh ra những đồng tiền mã hóa, những đồng tiền của sự tự do, minh bạch và không bị kiểm soát bởi chính phủ hay các tổ chức. Sau video này, tất cả những khúc mắc đó sẽ được tháo gỡ. Bạn sẽ thấy quá trình mà mỗi người tham gia vào Pi Network đều góp một phần mạnh mẽ đến lịch sử tiền tệ thế giới như thế nào. Video này có thể không nhắc đến nhiều về Pi, nhưng mình tin nó sẽ cho bạn thấy được tiền mã hóa Pi Network ra đời có ý nghĩa như thế nào cho sự tự do của tiền tệ và cả sự tự do của con người. Ok, không vòng vo nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nước Mỹ.
Đó là một câu chuyện cách đây đã rất lâu, khi mà nước Mỹ đang dần thống trị thế giới. Họ trở nên giàu có và thu về nguồn lợi khổng lồ từ chiến tranh. Và chính điều đó, mỗi người dân Mỹ, bất kỳ ai, lúc đó cũng có thể dễ dàng mua những gì mà mình muốn. Dù cho bạn có phải là những nhà tài phiệt giàu có hay là những người thương nhân có của cải hay không. Thậm chí, dù cho bạn không có bất kỳ một đồng tiền nào, bạn vẫn có thể có tiền để mua nhà, mua xe hay tiêu xài bằng cách vay ngân hàng. Và khi đó, rất nhiều người đã đến ngân hàng và những người này thường được chia làm hai nhóm. Một là những người đến để gửi tiền vào ngân hàng nhằm giữ số tiền của mình an toàn. Hoặc nhóm thứ hai là những người đến để vay tiền. Ngân hàng tính toán thêm một tỷ lệ dự trữ về việc lấy tiền của người đến gửi ở nhóm thứ nhất và dùng số tiền của những người này để cho nhóm người đang cần tiền vay, và ngân hàng tạo ra lợi nhuận từ những lãi suất từ những người đến vay tiền. Hay nói cách khác, ngân hàng tạo ra các khoản nợ cho những kẻ đi vay. Bạn vay càng nhiều tiền thì ngân hàng càng kiếm được nhiều khoản lời. Và cứ thế, những người đến gửi tiền vào và những người đến vay tiền ở ngân hàng phải được duy trì ở một tỷ lệ mà những người gửi tiền đủ để cung cấp cho những người vay. Nhưng bạn có nghĩ rằng, đặt ra một trường hợp khi mà những người đi gửi tiền ngày càng ít đi nhưng số người đến vay tiền lại ngày càng nhiều, thì chắc chắn ngân hàng sẽ không có đủ tiền để cho người vay. Vậy thì những ngân hàng này ở Mỹ lấy tiền ở đâu? Và đây là câu trả lời. Nơi đó là một nơi mà ngay cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hay nghị sĩ quốc hội, FBI, CIA, thậm chí Tòa án tối cao Hoa Kỳ hay chính phủ đều không được phép vào nơi này nếu không có sự cho phép. Và đó chính là Cục Dự trữ Liên bang. Tên tiếng Anh của nó là Federal Reserve System, hay cũng gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hoặc là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ. Chắc bạn đang tự hỏi tại sao chính phủ lại không thể vào được chính tòa nhà của mình. Đó là bởi vì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ này chính là một ngân hàng tư nhân và nó được sở hữu bởi những cổ đông riêng. Chính xác, bạn nghe không nhầm đâu. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chính là một ngân hàng tư nhân và nó được sở hữu bởi những cổ đông riêng. Và mỗi đồng đô la được phân phát ở nước Mỹ được kiểm soát từ một ngân hàng tư nhân chứ không phải được kiểm soát bởi chính phủ. Và đừng để cái tên liên bang làm cho bạn nhầm tưởng rằng đây là cơ quan chính phủ. Và tất nhiên đã có những âm mưu không nhỏ để đánh lừa cả thế giới mà mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phần sau. Chính xác, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là một ngân hàng tư nhân và không bị kiểm soát bởi chính phủ, lại chính là nơi kiểm soát việc phát hành đồng đô la trên toàn nước Mỹ. Và Cục Dự trữ Liên bang cũng chính là nơi cho các ngân hàng tư nhân khác trên nước Mỹ vay tiền. Họ không cho không các ngân hàng này cũng không cho mượn, mà họ cho các ngân hàng khác ở trên nước Mỹ vay. Mà một khi các ngân hàng này hết tiền, họ có thể vay tiền từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ này, và các ngân hàng này lấy số tiền họ đã vay cho những người dân Mỹ vay lại nhằm lấy lãi suất để trả lại cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Hay nói đơn giản hơn, đó là ngân hàng cho bạn vay tiền và lấy lãi suất, và ngân hàng cũng vay tiền từ Cục Dự trữ Liên bang và phải trả lại cùng với lãi suất. Thậm chí chính phủ Mỹ cũng vay tiền từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, và chính phủ đánh thuế ngược lại với người dân Mỹ. Đó là lý do vì sao cho đến ngày hôm nay có nguy cơ rất cao Mỹ sẽ vỡ nợ, mặc dù Mỹ đang là quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Bạn có thấy lạ lùng không? Một quốc gia giàu có nhất trên thế giới lại đi vỡ nợ. Vỡ nợ hay nói đơn giản là không đủ tiền để trả nợ đúng hạn. Và Mỹ đang là con nợ lớn nhất thế giới với số nợ lên tới 28.400 tỷ đô. Và nếu số tiền này đổi thành tờ 1 đô la thì nó có thể nặng tới 300.000 tấn. Và nếu chúng ta có thể nối các tờ 1 đô la này lại với nhau, chúng ta có thể có một sợi dây có thể quấn quanh trái đất đến 110.000 vòng. Vậy thì nước Mỹ nợ tiền ai? Không ai khác, đó chính là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không phải là nơi in ra tiền, mà việc in tiền đến từ Cục Ấn loát Ngân khố Hoa Kỳ. Và tất nhiên nơi này cũng bị kiểm soát bởi Cục Dự trữ Liên bang. Bạn đang tự hỏi tại sao Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không in hẳn tiền ra rồi phân phát luôn một lần cho nhanh, mà phải mất công thông qua Cục Ấn loát Ngân khố làm gì? Thì câu trả lời là nếu như làm như vậy thì điều đó đang vi phạm với hiến pháp của Hoa Kỳ. Bởi vì theo đúng pháp luật thì chỉ có kho bạc mới được phép in tiền. Và bây giờ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng kiểm soát luôn Cục Ấn loát Ngân khố kho bạc Hoa Kỳ và kiểm soát việc mỗi đồng đô la được in ra.
sự ra đời của ngân hàng. Nói về sự ra đời của ngân hàng thì phải quay về thế kỷ thứ 10, thời điểm mà tiền giấy còn chưa ra đời. Khi đó mỗi giao dịch đều được ước tính, không dựa theo một quy tắc hay tiêu chuẩn nào. Ví dụ người A có 3 cân muối và người B có 10 trái cam. Người này sẽ dùng 3 cân muối của mình để đổi lấy 10 trái cam của người kia. Có những trao đổi nó thuận lợi và cả hai bên đều đồng ý, nhưng cách trao đổi này dần xuất hiện những sự hạn chế. Vì đôi khi vật phẩm trao đổi đó không phải là thứ mà người khác mong muốn. Cũng như ví dụ ở trên, người A có 3 cân muối và muốn đổi lấy 10 trái cam của người B, nhưng người B này lại không chấp nhận vì họ không muốn lấy 3 cân muối đó, và điều đó sinh ra mâu thuẫn. Khi đó, để giải quyết vấn đề này, con người đã lấy một thứ làm tiêu chuẩn cho tất cả mọi người để làm thước đo cho các giá trị trao đổi, và vàng lúc đó đang là một vật phẩm có giá trị. Và mọi người bắt đầu lấy vàng làm thước đo để trao đổi, và phương án này được nhiều người đồng ý. Và từ đó, con người bắt đầu trao đổi các vật phẩm thông qua các đồng vàng với nhau, như việc họ chấp nhận mua 3 cân muối bằng 1 đồng vàng, hay là 10 trái cam cũng bằng 1 đồng vàng. Như vậy thì người A có thể bán 3 cân muối của mình thành 1 đồng vàng, rồi lấy 1 đồng vàng đó để mua 10 trái cam của người B. Nhưng vấn đề cũng bắt đầu xảy ra khi những đồng vàng này rất dễ bị cướp mất. Và để giải quyết vấn đề này, khi đó một người đã đứng lên và nói: "Tôi có một hầm để chứa vàng của các vị và có bảo vệ canh gác đầy đủ 24/7. Các vị có thể yên tâm để vàng cho chúng tôi giữ và có thể lấy lại những đồng vàng của các vị bất kỳ lúc nào. Và tôi sẽ viết một tờ giấy mà chúng tôi nợ vàng của các vị và đưa cho các vị. Và bất cứ khi nào các vị muốn lấy lại đồng vàng của mình thì các vị chỉ cần đến chỗ chứa vàng của chúng tôi và đưa tờ giấy này ra. Tôi sẽ trả lại vàng cho các vị." Và tờ giấy đó cũng chính là tiền đề cho tờ tiền giấy đầu tiên trong lịch sử loài người. Khi đó, cách làm này giải quyết được các vấn đề trên. Các hầm chứa vàng này cũng chính là các ngân hàng nguyên thủy sơ khai. Và người đứng lên để đưa ra giải pháp này cũng chính là những chủ ngân hàng đầu tiên trên thế giới. Và từ đó, nhiều người đã chọn cách để gửi số vàng của mình vào hầm vàng an toàn để đổi lại một tờ giấy tiền được lấy từ các ngân hàng sơ khai này và nghĩ rằng số vàng của mình sẽ an toàn. Nhưng có một sự thật mà họ không hề biết, đó chính là các ngân hàng có thể không tăng thêm số vàng lên, nhưng họ ngày càng in ra nhiều hơn số tiền giấy. Và từ đó, một phát minh đầy thâm hiểm đã ra đời. Đó là khi con người biết cách biến những tờ giấy vô giá trị thành vàng. Và khi người dân cầm tờ tiền giấy trong tay, họ nghĩ rằng mọi thứ thật dễ dàng, bởi vì giờ đây họ có thể trao đổi và mua bán một cách thuận lợi. Nhưng họ không biết rằng các cửa hàng buôn bán ngày sẽ càng tăng giá. Ngày trước, một người dân có thể dùng 1 đồng để mua một trái cam, nhưng bây giờ họ có thể dùng 100 đồng, thậm chí đến 1.000 đồng để đổi lấy một trái cam. Và đó chính là lạm phát. Và lạm phát là mắc giá đồng tiền giấy mà người dân đang nắm giữ. Bởi vì số vàng thì không tăng lên, nhưng tiền giấy thì ngày càng được các ngân hàng in ra nhiều hơn. Và điều đó là nguồn cơn dẫn đến một âm mưu lớn hơn bất kỳ âm mưu nào trên thế giới, tạo ra một vụ lừa đảo toàn thế kỷ trong lịch sử con người. Vụ lừa đảo thế kỷ. Nó bắt nguồn từ trận chiến nổi tiếng mang tên Waterloo, một trận chiến giữa người Anh và người Pháp mà lúc đó được nắm quyền bởi Napoleon, vị tướng được xem là bất khả chiến bại lúc đó của nước Pháp. Một trận chiến quyết định trong chiến dịch Waterloo, và nó quyết định rất nhiều đến thành bại của cả hai quốc gia này. Nhưng có một điều, đó chính là có một thế lực ngầm đứng đằng sau tài trợ cùng một lúc cho cả hai quốc gia này trong trận chiến. Bởi vì thường thì bạn thường chỉ chọn một bên để tài trợ và đặt cược. Việc tài trợ cùng một lúc cho cả hai chuyến tiến này không khác gì là bạn đang đốt tiền của chính mình. Vì dù cho bên nào thắng thì nhà tài trợ cũng mất tiền. Nhưng đó là sự thật. Và người tài trợ đằng sau trận chiến này không ai khác, đó chính là Rothschild, mà mình sẽ nói thêm về gia tộc này sau. Nhưng trước tiên hãy nhớ đến cái tên này trước, Rothschild. Chính họ đã tài trợ cho cả hai bên của trận chiến. Khi cả hai bên đang giao tranh khốc liệt thì ở một mặt trận khác, đó chính là nơi các nhà đầu tư chứng khoán của cả hai quốc gia này cũng đang nóng lòng chờ tin tức từ trận chiến này. Bởi vì nếu như bên nào thắng thì nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán của quốc gia đó. Ví dụ nếu người Anh thua cuộc thì giá cổ phiếu của nước Anh sẽ rất thảm hại, và thay vào đó là giá cổ phiếu của nước thắng cuộc là Pháp sẽ tăng mạnh. Nhưng không ai ngờ được rằng Rothschild đã cho một người báo tin giả về. Sự thật là trong trận chiến đó nước Anh đã thắng cuộc, nhưng người báo tin này
lại quay về và báo rằng nước Anh đã thua cuộc trong trận chiến Waterloo và nước Pháp mới là nước thắng cuộc. Và ngay lập tức các nhà đầu tư lúc đó đã bán tháo toàn bộ cổ phiếu của nước Anh, nhưng họ không biết rằng họ đang bị chính Rothschild lừa. Và cùng lúc đó, Rothschild đã âm thầm mua lại toàn bộ số cổ phiếu của nước Anh. Và khi mà các nhà đầu tư này biết được tin nước Anh đã chiến thắng, thì lúc đó cũng đã quá muộn. Và Rothschild đã mua lại toàn bộ nước Anh với giá rẻ. Và nước Anh trở thành con nợ của Rothschild. Số công nợ từ thời chiến này quá lớn để họ có thể trả hết. Và nói về chiến công này, thì Nathan Rothschild, một người con thứ ba của gia tộc Rothschild, đã ngạo nghễ tuyên bố rằng: "Đây là vụ kinh doanh lãi nhất mà tôi từng làm. Nếu tôi có thể định đoạt được nguồn tài chính của một quốc gia, thì tôi không quan tâm ai là người làm ra pháp luật của quốc gia đó." Và không ngừng lại ở đó, từ miền đất châu Âu, gia tộc Rothschild đã tiến đến Mỹ nhằm chinh phục Mỹ như cách mà họ đã làm ở trời Âu. Họ đã cố gắng chiếm lấy nước Mỹ nhiều lần nhưng thất bại, bởi vì chính tổng thống đương thời Jefferson và những người yêu nước lúc đó đã quyết ngăn chặn âm mưu to lớn này bằng mọi giá. Chính Jefferson đã nói rằng: "Để giữ gìn nền độc lập của chúng ta không được phép cho giai cấp cầm quyền tăng thêm nợ nần lên đầu của chúng ta. Chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc là sống tiết kiệm nhưng tự do, hoặc là sống dư giả nhưng làm nô lệ." Và tổng thống Jefferson đặt nợ công là nguy hiểm tiềm tàng đáng sợ nhất có thể nhấn chìm một quốc gia như Mỹ. Ông đã giải thích cho người dân Mỹ lúc đó hiểu rằng nếu họ để cho hệ thống ngân hàng tư nhân kia khống chế được quyền phát hành tiền tệ, chắc chắn sẽ dẫn đến lạm phát và dẫn tước đoạt đi tài sản và quyền lợi của mỗi người dân Mỹ. Và Jefferson đã nói rằng: "Đừng để ngân hàng tư nhân tước đoạt đi tài sản của chúng ta, để rồi cho đến khi con cái đời sau của chúng ta thức tỉnh được, thì lúc đó họ đã mất đi nhà cửa vườn tược trên miền đất mà ông cha ta đã từng khai hoang khai hóa." Nhưng tất nhiên, gia tộc Rothschild và những cái âm mưu chiếm đoạt nước Mỹ không dễ dàng bỏ qua như thế. Họ đã cố gắng tạo ra ngân hàng trung ương đầu tiên, nhưng chỉ hoạt động được 20 năm rồi đóng cửa. Và họ cố lại một lần nữa với tổng thống Andrew Jackson sau 4 đời tổng thống kể từ khi thời của tổng thống Jefferson kết thúc. Nhưng tổng thống Jackson cũng không dễ dàng để âm mưu này được thành công. Ông đã đánh bại các ngân hàng này vào năm 1836 sau khi thoát chết từ vụ ám sát hụt. Và vào những ngày cuối đời, khi được hỏi về chiến công vĩ đại nhất của đời mình, cố tổng thống Andrew Jackson đã không ngần ngại nói rằng: "I killed the bank," hay có nghĩa là "ta đã giết được ngân hàng." Và nhờ chiến công vĩ đại đó, nước Mỹ đã có khoảng thời gian trải qua sự bùng nổ về tăng trưởng kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi việc định giá đồng đô la theo số vàng được chính chính phủ Hoa Kỳ quản lý. Nhưng một lần nữa, không dễ dàng gì để Rothschild và những ông chủ ngân hàng kia chịu dừng bước tại đó. Và một đêm năm 1910, một hội nghị bí mật được tiến hành tại điền trang của Morgan trên đảo Jackie ở trên một bờ biển. Và nó bao gồm những người giàu có và quyền lực nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Đó là ông chủ ngành than thép Morgan, ông vua của dầu mỏ Rockefeller, người được mệnh danh là giàu có nhất mọi thời đại của nước Mỹ, khi số tài sản của Rockefeller lúc đó là 3 tỷ đô la. Mà tính theo thời giá của hiện tại thì 3 tỷ đô la lúc đó có thể có giá trị lên tới hơn 650 tỷ đô la trong thời điểm hiện tại. Và trong cuộc họp này, dưới sự chủ trì của Rothschild, nhóm những người giàu có này đã đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng Liên bang hay Cục Dự trữ Liên bang, nhằm làm cho người dân hiểu lầm rằng đây cũng là một cơ quan của chính phủ. Và nói về Rothschild, tại sao người đàn ông này có thể là người ra lệnh cho tất cả, kể cả những người giàu có nhất nước Mỹ như Rockefeller hay Morgan còn phải kiêng nể? Đó là bởi vì gia tộc Rothschild với quyền lực nắm giữ ngành tài chính và ngân hàng ở châu Âu từ cách đây rất lâu. Và đã có nhiều phán đoán cho rằng gia tộc này đang nắm giữ số tài sản lên tới 1.000 tỷ đô la, và họ trải dài khắp nơi và ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Quay lại câu chuyện, và cuối cùng kế hoạch này cũng được triển khai vào ngày 23 tháng 12 năm 1913. Đó là một ngày trước ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ mà cả nước Mỹ đang tạm nghỉ và ở bên cạnh gia đình của mình để tận hưởng sau một năm làm việc. Nhóm các chủ ngân hàng này đã nộp một đạo luật cho một tổng thống mới được bầu lên cách đó không lâu, là tổng thống Woodrow Wilson, về việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Woodrow Wilson lúc đó đã được đồn đoán là đã bị nhóm ngân hàng này mua chuộc trước đó. Và tất nhiên, đạo luật này được thông qua. Và kể từ đó, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chính thức có quyền để phát hành đồng đô la Mỹ.
Họ kiểm soát luôn cả việc in ấn từ cục ấn loát của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, kết hợp với cả Sở Thuế vụ IRS, và họ in tiền để cho các ngân hàng tư nhân và chính phủ vay để lấy lãi. Họ càng ngày càng in nhiều đồng đô la ra, và mỗi đồng đô la được in ra sẽ có giá trị ít đi đồng đô la trước đó vì nó bị mất giá. Và người dân Mỹ phải có nghĩa vụ nộp thuế, còn chính phủ và các ngân hàng ở Mỹ thì phải trả lãi cho Cục Dự trữ Liên bang. Và kể từ đó cho đến nay, nước Mỹ ngày càng lạm phát. Mỗi người dân không chỉ nộp thuế với giá trị thật từ lương mà họ hưởng hay từ hàng hóa mà họ mua, mà họ còn phải trả tiền thuế từ thứ được gọi là lạm phát. Và khi đó, Tổng thống Kennedy đã một lần nữa đứng lên ngăn chặn âm mưu này. Ông đã nói: "Well, we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence." Nhưng đó cũng là vị tổng thống cuối cùng dám đứng lên công khai lên án và chống lại Cục Dự trữ Liên bang. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1963, Tổng thống Kennedy đã ký sắc lệnh 11110. Sắc lệnh này cho phép Bộ Tài chính nước Mỹ phát hành tiền thật sự ngoài sự kiểm soát của Cục Dự trữ Liên bang, và kế hoạch này có khả năng sẽ thành công bởi vì nó là bước đầu để phá vỡ bộ máy của Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, sau 5 tháng, Tổng thống ký sắc lệnh này, trên một chuyến diễu hành cùng vợ ở Dallas, Tổng thống Kennedy đã bị ám sát và buộc đi không trở lại. Cuộc ám sát này thậm chí đã tốn hơn 1.000 trang giấy mực về thuyết âm mưu trong nội các Hoa Kỳ, từ ủy ban cấp cao đến CIA, FBI đều bị nghi ngờ là có nhúng tay vào vụ ám sát này. Và kẻ bắn chết tổng thống là Lee Harvey Oswald, sau đó, sau khi bị bắt 2 ngày trên chuyến đường chuyển tới một trại giam khác, kẻ giết người này lại bị chính một người khác bắn chết mang tên là Jack Ruby. Và Jack Ruby bị tuyên án tử hình. Nhưng còn bất ngờ hơn khi tay sát nhân này sau đó cũng đã chết một cách bí ẩn trong tù. Và bạn có thấy điều này kỳ lạ không? Tất cả những kẻ liên quan đến vụ ám sát này đều chết một cách không rõ ràng. Và trước đó mình cũng đã có một thời gian theo dõi vụ ám sát này, mặc dù nó đã trải qua hơn 50 năm rồi, nhưng những bí ẩn phía sau nó còn rất nhiều thứ cần được vén màn. Và tất nhiên, như trong video này thì kẻ chủ mưu trong vụ ám sát này, bạn hiểu mình đang nhắc đến ai rồi. Và sau cái chết của Tổng thống Kennedy thì người được hưởng lợi nhiều nhất không ai khác chính là người sẽ lên nắm quyền nước Mỹ, Tổng thống Lyndon Johnson. Và người này đã có những giao dịch ngầm với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Và người tổng thống mới này đã thẳng tay bác bỏ sắc lệnh 11110 mà Kennedy đã ký trước đó. Và kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy thì không còn ai dám đứng lên để đối đầu với Cục Dự trữ Liên bang nữa. Và chính thức đánh dấu cho sự thống trị nước Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho đến tận ngày hôm nay. Họ ra sức củng cố quyền lực và các ngân hàng thì ngày càng lớn mạnh. Họ càng lúc càng in ra nhiều tiền mà không bị phục tùng theo bất kỳ ai. Và mỗi người dân Mỹ ngày càng phải chịu đựng từ những giá trị mình làm ra ngày càng ít ỏi đi khi đồng tiền mà họ nhận được ngày càng mất giá. Và như vậy đấy, sự độc quyền về tiền tệ nó khủng khiếp đến như vậy. Và giờ bạn đã hiểu vì sao một quốc gia tự do như Mỹ, một dự án như B-Network, nó cần được phải sinh ra và cần phải tồn tại để chống lại sự độc quyền về tiền tệ. Bạn đã hiểu một đồng tiền không bị kiểm soát, một đồng tiền tự do là như thế nào chưa? Và trong tất cả các hình thái về thống trị, và nếu một quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh thì quốc gia đó sẽ thống trị những quốc gia khác. Vì vậy, nền kinh tế và tiền tệ chính là cơ sở cho thấy sự hùng mạnh của một quốc gia hay một tổ chức. Và B-Network ra đời để đem đến sự tự do tài chính mà người Mỹ cần và thế giới muốn. Đó cũng là lý do vì sao mà B-Network lại được sinh ra ở trong lòng của nước Mỹ, nơi mà chúng ta những tưởng là có những giấc mộng đẹp về sự giàu có, nơi mà chúng ta tưởng rằng đó là sự tự do, nơi mà tư tưởng về sự tự do tiền tệ phải được đặt lên cao hơn bao giờ hết. Giờ bạn đã hiểu nếu B thành công, nó sẽ vĩ đại đến mức nào chưa? Vì vậy, hãy chăm chỉ cách đi, vì mỗi con người tham gia vào B Network có nghĩa là đang đóng góp đến sự phát triển chung của thế giới nếu như B thành công. Và cuối cùng thì video về giá cũng đã ra mắt.
Và vì để tính toán chính xác về giá bi trong tương lai, bạn cần phải tính rất nhiều yếu tố trong đó. Và với dữ liệu hiện tại của Bi Network thì không thể nói ra bất kỳ con số nào là chính xác. Như việc hiện tại, chúng ta không thể nắm được những điều như thị trường và người dùng, và có nhiều ẩn số quá lớn để có thể đưa ra một cơ sở cụ thể về giá cho các bạn. Nhưng mình có thể dự đoán được là giá ban đầu của Bi Network không thể cao. Nhiều bạn nói rằng là Bi sẽ đạt 1.000 đô, 2.000 đô, 3.000 đô, nhưng nó sẽ đạt được mức giá đó ở thời gian nào, thời điểm nào? Là lúc Mainnet hay là sau? Bởi vì khi Mainnet và lên sàn thì giá ban đầu của các đồng coin thường rất là thấp. Cho nên mình nghĩ Bi cũng sẽ đi theo kịch bản này, mà nó sẽ dần hình thành và cao dần lên trong tương lai. Mình chỉ nói là không cao so với thời điểm trong tương lai thôi nha. Không cao so với thời điểm trong tương lai. Bởi vì Mainnet rồi sau đó là lên sàn là cả một quá trình để bạn giới thiệu mình ra thế giới. Giống như việc IPO của các công ty vậy. Nó là bước nhảy giữa việc bạn không còn là người sở hữu công ty đó, hay đối với dự án Bi thì họ không còn là người sở hữu dự án Bi Network nữa, và không còn là người kiểm soát hoàn toàn dự án nữa, mà nó sẽ trở thành một đồng tiền chung của toàn thế giới. Vì vậy lúc đầu thì sẽ có ít người biết Bi Network, cho nên giá nó sẽ thấp lúc ban đầu, bởi vì người ta chưa có giá cơ sở để định hình về một Bi sẽ bằng bao nhiêu tiền. Theo dự đoán của mình, ban đầu giá sẽ lên xuống rất là nhiều, là 10 Bi một chiếc iPhone. Đó là quy luật tự vận hành của thị trường. Cho nên các bạn đừng quá lo lắng và đừng quá suy nghĩ về cái giá của thị trường hiện tại. Do việc Bi chưa Mainnet nên người ta có thể đồng thuận tự do. Nhưng khi Mainnet rồi thì Bi sẽ có thời gian để hình thành giá cơ bản, cái giá mà được nhiều người dùng trên thế giới đồng thuận. Giá Bi nó phải được đóng góp từ rất nhiều người trên thế giới, để từ từ qua thời gian nó trở thành một mức giá mà mọi người đều cảm thấy hợp lý. Vậy thì những yếu tố bên ngoài nào sẽ tác động trực tiếp đến giá Bi? Theo mình dự đoán theo thứ tự sẽ là, trước tiên đó là hiệu ứng FOMO. Hiệu ứng FOMO hay nói ngắn gọn là hiệu ứng sợ bị bỏ qua trong đám đông, và mình cũng đã có giải thích trong một video. Nay mình sẽ giải thích ngắn gọn lại cho những bạn nào chưa xem video đó. Là hiệu ứng FOMO là khi bạn cảm thấy ai cũng đầu tư vào Bi mà trong khi đó bạn không đầu tư, thì khi đó bạn sẽ sinh ra một cái tâm lý và thúc đẩy hành động bạn cũng phải đầu tư theo đám đông. Bởi vì bạn sợ nếu bạn không đầu tư thì bạn sẽ không được hưởng gì cả. Cho nên nếu thấy đám đông đầu tư thì bạn cũng sẽ đầu tư theo. Đơn giản FOMO là như vậy. Cho nên là hiệu ứng FOMO nó sẽ tác động đến Bi trong giai đoạn đầu tiên, khi mà mọi người thấy Bi lên sàn và Bi có giá và Bi vẫn còn đào được, thì họ sẽ tìm cách để đổ xô đào Bi và tìm cách để mua Bi. Bởi vì chỉ tại thời điểm hiện tại là Bi chưa Mainnet và chưa lên sàn nên chưa có giá, nên mọi người nghĩ rằng đào cái đó nó có thể không mang lại tiền. Nhưng sau khi Bi lên sàn và bạn đào Bi, bạn có thể đổ ra tiền, thì chắc chắn sẽ có nhiều người dùng tham gia nữa. Cho nên họ sẽ bị thúc đẩy bởi hiệu ứng FOMO đầu tiên. Tiếp theo là họ sẽ bị các influencer, hay còn gọi là những người ảnh hưởng, tác động, những người có tiếng nói trong xã hội, những KOL, những người nổi tiếng. Nếu họ tham gia vào Bi và họ nói về Bi thì điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến giá Bi, vì đó là những người họ có sức hút trong xã hội, họ sẽ thu hút được cộng đồng hoặc thậm chí là fan của họ tham gia vào Bi. Bởi vì những fan đó họ sẽ có suy nghĩ ủng hộ cái idol của họ, hoặc là họ tin tưởng vào idol của họ nên họ tham gia mua Bi hoặc là đào Bi theo idol của họ. Thấy rõ nhất là vụ Dogecoin mà Elon Musk đã tác ứng, và nó có phần cồng kềnh, nó cần thông qua nhiều vòng để đi ra quyết định cụ thể. Và phải thừa nhận rằng chính phủ họ chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận một cái gì mới mẻ cả, nhất là ở Việt Nam. Và chính phủ họ cũng sẽ luôn tìm cách để kiểm soát mọi thứ. Và đối với mình nghĩ thì điều đó cũng là một phần hợp lý thôi. Bởi vì nếu họ không kiểm soát thì những hoạt động này nó có thể ảnh hưởng đến quốc gia, như có thể xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật như là các tội phạm kinh tế, việc rửa tiền, hay những hành vi trái pháp luật, trong đó có trốn thuế. Như các bạn có thể nhìn thấy thì giá Bitcoin giai đoạn vừa rồi bị giảm đi rất là nhiều vì hai lý do. Vì hai ông lớn Trung Quốc và Mỹ làm tác động và ảnh hưởng đến đồng Bitcoin. Trung Quốc
thì cho rằng là việc đào Bitcoin là cực kỳ có như Mercedes, BMW làm việc cho họ với tham vọng sản xuất xe sang Mỹ và châu Âu. Và liên tiếp trong nhiều năm, cuối cùng xe của Hyundai và Kia là những nhãn hiệu bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhất là sau bộ phim Những tay đua kiệt xuất. World Bank hay còn gọi là Ngân hàng Thế giới cho biết GDP của Hàn Quốc vào năm 1960 chỉ vỏn vẹn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, đến năm 1985, có nghĩa là 25 năm sau, GDP của quốc gia này lần lượt đạt ngưỡng 100 tỷ đô la và tiếp tục trên đà tăng mạnh mẽ. 21 năm sau, GDP Hàn Quốc chính thức vượt mốc 1.000 tỷ đô và đạt 1.619 tỷ đô vào năm 2018. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Hàn Quốc hiện đang đứng top thứ 30 trên tổng số hơn 250 quốc gia. Những điều đó đều là từ đường lối và chính sách của chính phủ Hàn Quốc và không thể kể đến sự đồng lòng của người Hàn nữa. Hay ở Singapore là một câu chuyện khác hơn, là một quốc gia tuyệt vọng khi tách khỏi Malaysia một cách không mong muốn. Lý Quang Diệu, lúc đó là người đứng đầu Singapore, đã ngạ ngào khi nói rằng đây là thời khắc đau buồn nhất trong cuộc đời tôi. Vì việc tách khỏi Malaysia thì Singapore chỉ là như một con kiến nhỏ nhoi thôi. Nhưng sau đó, Lý Quang Diệu và chính phủ của mình đã phát triển Singapore, giúp Singapore vực dậy. Không chỉ Singapore mà Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đều phát triển mạnh mẽ và vươn mình ra thế giới nhờ sự can thiệp của chính phủ. Chính Lý Quang Diệu đã nói như thế này về Singapore: thứ khiến chúng việc làm ảnh hưởng đến giá của một đồng tiền và bình nghĩ ở bi cũng sẽ không tránh khỏi. Còn nói nó tác động xấu hay tác động tốt thì mình nghĩ đều có cả hai, mà chúng ta cần thời gian để trả lời. Có thể nó sẽ tác động xấu ban đầu, nhưng nếu bi là xu hướng thật sự của tương lai và bi thân thiện với người dùng, không làm hại người dùng và được chính phủ chấp nhận bằng những chính sách riêng, thì nó sẽ dần tác động tốt đến bi nói quật. Và cuối cùng, sau một thời gian dài bi tìm được giá của mình thì bắt đầu sẽ có lạm phát và giảm phát. Mức lạm phát sẽ thể hiện sự mất giá của một đồng tiền trong khoảng một thời gian nhất định. Đồng tiền của một quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp thường được định giá cao hơn và có tỷ giá ổn định hơn. Ví dụ, ở Mỹ, tỷ lệ lạm phát không vượt quá 2% một năm và đô la Mỹ là đồng tiền chính trong giao dịch quốc tế. Còn ở Nhật Bản thậm chí không có lạm phát, họ cũng không có giảm phát luôn. Vì vậy, đồng yên của Nhật thường được mua như là một phương án trú ẩn để giúp bảo vệ tiền không bị mất giá. Ngược lại thì tiền của một quốc gia hay một đồng tiền coi có tỷ lệ lạm phát cao thường sẽ bị mất giá và tỷ giá nó sẽ không ổn định. Và tỷ lệ lạm phát ở mỗi quốc gia, mỗi đồng coi là khác nhau. Đây sẽ là một yếu tố tác động đến giá bi. Và nếu như bi đạt ở mức lạm phát thấp thì bi sẽ duy trì được mình trong tương lai, bởi vì khi đó giá bi sẽ ổn định. Và khi mà giá bi ổn định như vậy thì người ta sẽ đem bi ra và tiêu xài. Và đó là các yếu tố mà mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến giá bi. Và với dữ liệu như vậy thì mình không thể có một cái tiên đoán rõ ràng nào về giá bi là bao nhiêu được. Bởi vì ngoài những yếu tố này ra, mình biết còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá bi mà mình không thể kể hết. Nhưng tóm lại, mình nghĩ giá bi nó cần thời gian để tìm ra cái giá của mình, rồi từ đó bi sẽ dần ổn định, sẽ dần phổ biến hơn và sẽ len lỏi đi khắp các quốc gia, đi vào các đời sống của từng con người, từng cá nhân, từng tổ chức trên toàn thế giới. Và đó mới chính là sự thành công của bi. Và sự thành công về giá trị của bi sẽ dẫn đến sự thành công về giá bi. Và bạn nghĩ sự thành công đó xứng đáng được trả giá bao nhiêu thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này. Hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ và phân tích về một vấn đề mà rất nhiều người, những pioneer, thậm chí cả những anti-fan luôn luôn canh cánh và dùng cái lý do đó để bắt bẻ về bi network. Đó là câu hỏi, ai cũng có bi như vậy thì ai sẽ mua bi? Nhiều bạn nói rằng là không hiểu sau khi mà mainnet, ai sẽ sẵn sàng bỏ tiền mặt ra để mua bi thật? Điều gì nó sẽ ảnh hưởng vào quyết định đến việc chấp nhận người khác đổi hàng hóa của mình để lấy bi? Hôm nay mình cũng chỉ chia sẻ và phân tích về một yếu tố quan trọng mà Bitcoin đã hao tâm vào đó nhiều để đưa ra được kế hoạch tương lai của Bitcoin Network. Đó là về cung và cầu của Bitcoin Network là như thế nào sau mainnet.
Mình chỉ phân tích một lý do về cung cầu thôi. Còn nếu như bạn nào muốn nghe hết những lý do có thể ảnh hưởng đến giá Bi và nhu cầu sử dụng Bi thì có thể xem video những yếu tố thành công của Bi Network mà mình đã phân tích. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với lượng cung mà Bi đã cung cấp cho toàn thế giới và liệu có ai thèm mua Bi sau khi mainnet không? Có một quy luật gần như là bất biến ở trong giá cả, đó là cung mà ít hơn cầu thì giá trị của vật đó sẽ cao hơn. Ví dụ bạn có 3 quả cam nhưng có đến 10 người muốn mua nó. Như vậy lượng cung đang ít hơn lượng cầu và quả cam đó sẽ đắt giá vì số lượng người muốn có nó sẽ nhiều hơn số lượng quả cam mà bạn sở hữu. Khi đó giá của một quả cam sẽ rất là cao. Rồi đến một ngày khi bạn chỉ còn lại một quả cam duy nhất nhưng vẫn có rất nhiều người mua thì giá của nó thậm chí lúc đó nó còn cao hơn nữa vì số lượng cam ngày càng ít, cho thấy được quả cam ngày càng hiếm, lượng cung ngày càng ít, điều đó dẫn đến lượng cầu ngày càng tăng. Vì vậy số lượng người chơi Bi có nhiều đến mức vô tội vạ mà chả có ai thèm muốn mua bán để trao đổi Bi hay không. Mình sẽ xin phân tích về hai nhóm, sẽ là hai nhóm ảnh hưởng trực tiếp đến giá và thị trường của Bi Network mà chúng ta có thể thông qua cơ chế khóa để có thể biết được điều đó và từ đó có thể biết được là người ta có chịu bỏ tiền ra để mua Bi hay không. Ít ai mà họ sẽ không có khóa, họ thừa biết tiền mang của Bi nên họ sẽ khóa một phần và giữ lại một phần vừa đủ để xài. Trường hợp không khóa rơi vào những người không am hiểu về tiềm năng của Bi hoặc là họ quá cần Bi để sử dụng ngay lập tức, nhưng trường hợp này thường là không nhiều. Và nếu như trường hợp này nhiều thì những người đó họ cũng sở hữu số Bi không lớn. Thì đặc điểm của những người sở hữu số Bi lớn nó sẽ như sau. Đây là nhóm thứ nhất, đó là đây là những người đào Bi lâu năm. Mà nếu như họ đã đào lâu thì có nghĩa là họ đã theo Bi rất là lâu rồi, mà họ không có bỏ cuộc giống như những người khác. Bởi vì các bạn biết là khi mà có những buyer tham gia vào Bi thì không phải là người ta tham gia cho đến tận bây giờ mà có rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng. Còn những người mà họ đã đào lâu năm có nghĩa là họ đã có một niềm tin nhất định về Bi trong tương lai, nên thứ nhất họ sẽ không có xài hết số Bi của mình mà họ sẽ bỏ vào cơ chế khóa. Hoặc trường hợp thứ hai là những người tuyển được cực kỳ nhiều rep. Những người này họ phải có niềm tin rất lớn vào Bi thì họ mới có thể bỏ ra công sức của mình để đi tuyển rep này, để đi chia sẻ người khác về Bi Network này, thì để giúp cho họ kiếm được nhiều Bi hơn. Cho nên những người này là những người cực kỳ coi trọng về Bi Network và tin vào tiềm năng của Bi Network trong tương lai. Cho nên những người này họ cũng sẽ không bao giờ xài hết 100% số Bi của mình mà họ sẽ chọn vào cơ chế khóa. Ngoài ra, thường tâm lý của những người sở hữu nhiều Bi này, vì họ sở hữu một lượng Bi lớn nên họ cũng không cần thiết phải dùng hết 100% số Bi của mình sau mainnet. Đơn giản, họ chỉ cần trích ra một khoản nhỏ trong số lượng Bi rất lớn mà mình sở hữu là đủ để tiêu xài rồi. Và những người này thậm chí biết được rằng là trong thị trường những ngày đầu tiên hoặc là những giai đoạn đầu tiên, giá của nó sẽ không được cao, cho nên họ sẽ chọn cơ chế khóa để có thể vừa lưu trữ được và vừa có thể giữ cho họ có một lượng Bi đủ để tiêu xài trong tương lai và còn giúp cho họ tăng thêm tỷ lệ khai thác nữa. Cho nên đặc điểm của những người này, họ thường chọn cách khóa và mất thời gian từ 1 đến 3 năm với số lượng Bi khóa ít nhất là 50%, họ chỉ giữ lại một phần để tiêu xài. Đó là nhóm thứ nhất, nhóm có nhiều Bi. Còn đối với nhóm thứ hai là nhóm những người sở hữu ít Bi thì thường nó có hai nguyên do. Thứ nhất là họ đào chậm hoặc đào lâu do không tiện rep. Hoặc thứ hai là họ cấp Bi không thường xuyên vì họ không để tâm đến Bi là mấy mà chỉ tham gia Bi với tâm lý được thì tốt, không được thì thôi, dù sao cũng không mất gì. Thì những người có ít Bi này cũng chia ra làm hai phe. Một phe là bán tắt là những người không chọn khóa hoặc là chọn khóa rất ít, là dưới 25% với thời gian khóa là cũng là rất thấp và có bao nhiêu thì họ sẽ tiêu xài bấy nhiêu ngay từ đầu do họ chỉ cấp Bi với mục đích là kiếm tiền đơn giản mà không có nghiên cứu hay am hiểu về tiền mã hóa hoặc là Bi Network, hoặc là trong trường hợp khẩn cấp họ thật sự cần Bi và dùng Bi để tiêu xài cho mục đích thật sự của mình. Đó là trường hợp thứ nhất, họ xài Bi, họ gần như là không khóa và xài Bi tất cả những gì số Bi mà mình có ngay từ đầu. Thứ hai là nhóm người họ sẽ khóa thật cao để tăng tỷ lệ khai thác nhằm bắt kịp với những người đã đào trước đó. Đây là những người đã biết được tiềm năng của Bi Network trong tương lai, nhưng tiếc một cái là họ đến với Bi muộn hơn so với những người khác nên bắt buộc phải khóa thật nhiều để nhằm tăng tỷ lệ khai thác lên thật cao. Điều đó nhằm giúp cho họ đào được nhiều Bi hơn sau mainnet. Thường thì họ cũng khóa giống như nhóm người có nhiều Bi như mình đã nói ở trên, là ít nhất họ sẽ khóa trên 50% số Bi của mình và khóa từ 1 cho đến 3 năm. Từ việc mà khóa Bi như vậy thì có thể thấy số Bi lưu hành ra nó hoàn toàn không hề nhiều. Qua hai nhóm người này chúng ta có thể thấy trong nhóm người sở hữu lượng Bi lớn cũng chia ra làm hai người, đó là người đào lâu năm và người tuyển rep cực nhiều. Thì họ có đặc điểm là thường họ sẽ khóa 50% số Bi của mình và họ khóa ít nhất từ 1 đến 3 năm. Và nhóm thứ hai là nhóm sở hữu ít Bi thì cũng chia làm hai nhóm, nhóm sẽ khóa thật cao và nhóm có thể sẽ không khóa hoặc là sẽ khóa cực thấp. Nhóm sẽ khóa cực cao, thường họ sẽ khóa từ 50% số Bi của mình và khóa từ 1 cho đến 3 năm. Điều này giống với số người sở hữu số Bi lớn,
và chỉ còn lại một nhóm là nhóm bán khách, có nghĩa là họ sẽ khóa rất ít hoặc họ sẽ không khóa. Như vậy tính theo tỷ lệ phần trăm thì nếu như tính tỷ lệ 100% thì trong bốn nhóm này chia ra là 25% trong mỗi nhóm, thì chúng ta có thể thấy nhóm mà khóa số lượng bay trên 50% và từ 1 đến 3 năm chiếm đến 75%, đó là bao gồm hai nhóm nhỏ của những người sở hữu số bay lớn là những người đào bay lâu năm hoặc là nhóm người tuyển được nhiều rep, cùng với nhóm sở hữu ít bay nhưng họ khóa thật cao để tăng tỷ lệ khai thác nhằm bắt kịp với những người đào trước đó, và ba nhóm này chiếm 75%. Chỉ còn lại 25% là những người thường khóa rất ít bay hoặc là không khóa bay, mà khi mà bay minus người ta sẽ bán tắt. Như vậy chúng ta có thể thấy thì chính xác 75% số người sẽ được khóa từ 50% bay trở lên với thời gian khóa là 1 đến 3 năm. Như vậy có nghĩa là số bay phát hành ra hoàn toàn không hề nhiều. Và từ đó, từ cơ chế khóa, có thể suy ra tổng cung lưu hành trên thị trường là không nhiều. Vì vậy bay sẽ không có quá nhiều để tất cả đều bán tháo. Chúng ta có rất nhiều người tham gia thông minh, họ biết cách khóa bi nhưng vẫn giữ lại một phần bi của mình để trao đổi nhằm thúc đẩy thị trường bi. Chúng ta cần làm cho nó sôi động, vì nếu không có sự trao đổi thì bi coi như là đã chết. Và chúng ta phải có những người đứng ra chấp nhận sẵn sàng để trao đổi bi, để giúp lấy bi có thể phát triển, và nhiều trao đổi và càng sôi động thì sẽ càng thu hút người khác đến. Và cùng lúc đó thì cũng sẽ có những người bán tháo tất cả số bi của mình có ra. Và hai phương thức đó đồng thời diễn ra cùng một lúc làm cho thúc đẩy thị trường của bi network. Vì căn bản bi phải được trao đổi chứ không phải được giữ nguyên và tích trữ, thì những người bán tháo sẽ là những người đầu tiên kích thích dòng chảy của thị trường bi network. Cùng lúc đó những người sở hữu số lượng bi lớn bắt đầu mua bán để giúp kích thích thị trường bi hoạt động một cách sôi nổi. Và hai luồng chảy đó giúp cho thị trường bi có thể phát triển. Một thị trường càng sôi nổi sẽ càng thu hút được nhiều người, y như việc khi mà bạn đi đường mà thấy chỗ nào đông người thì chúng ta thường có xu hướng đứng lại xem. Và khi bạn đứng lại xem thì những người đứng sau bạn khi nhìn thấy bạn và những người khác cũng đứng đó mà xem thì họ cũng nghĩ tương tự như bạn, đó là đứng lại để xem có gì không mà đông thế. Và cứ như vậy hiện tượng cộng dồn này ngày càng nhiều người đến và ngày càng đông hơn. Và thị trường bi network nó cũng xảy ra như vậy, việc trao đổi giúp cho bi xuất hiện trước mặt mọi người. Và trong chiến lược marketing của mọi công ty thì làm cho khách hàng thấy mình là điều quan trọng đầu tiên, vì phải thấy họ mới bắt đầu nhớ và nhắc đến, và cuối cùng là dùng. Giống như cách mà Coca-Cola đào quảng cáo trên mọi ngóc ngách, từ đường phố đến bàn ghế, TV đều có mặt họ. Lý do họ làm vậy là để người khác luôn nhìn thấy Coca-Cola và nhớ đến Coca. Có người thường có xu hướng mua những gì mà mình biết và thân thuộc trước, như việc đi chợ thì thường bạn sẽ mua cùng một chỗ nhiều lần, người ta hay gọi là khách quen, vì lý do bạn biết chỗ này họ bán như thế nào. Cho nên khi Coca-Cola quảng cáo liên tục như vậy, mọi người đều nhìn thấy. Và vào một ngày khi mà bạn đi tạp hóa để mua nước ngọt, bạn thường có xu hướng chọn mua Coca-Cola hơn, vì lý do là bạn đã biết trước nó. Và mình tin có rất nhiều loại nước được đặt trên cùng một kệ với Coca-Cola nhưng thậm chí bạn chưa từng thử nó. Cho nên B-Network phải được mọi người trao đổi thường xuyên để nó có thể xuất hiện ở mọi nơi. Hay nói ngắn gọn là nó phải sống. Và sự sống của Bi là thông qua những cuộc trao đổi. Càng nhiều cuộc trao đổi sẽ càng giúp Bi sống càng lâu. Và đó cũng là sứ mệnh của Bi. Mình nhắc lại lần nữa, sứ mệnh của Bi là trở thành đồng tiền mã hóa được sử dụng và trao đổi phổ biến nhất trên thế giới. Và nếu như Bi không còn được trao đổi, người nhiều Bi cũng giữ lấy Bi, chọn khóa hết 100%. Và người ít Bi cũng như vậy, thì thị trường Bi nó cũng chết. Chứ không chỉ là riêng việc bán tháo tất cả là sẽ chết, mà tất cả mọi người giữ Bi thì thị trường cũng chết, bởi vì không có một cuộc trao đổi nào xảy ra. Cho nên mình nghĩ ở khía cạnh nào đó thì những người bán tháo bi cũng chính là những người đang thúc đẩy thị trường bi phát triển. Vì cũng giống như hai mặt của một sự việc, nếu như không có chiến tranh thì cũng sẽ không có khái niệm hòa bình. Nếu như không có người xấu thì sẽ không có những người tốt chịu đứng lên để đấu tranh. Mọi việc đều là hai mặt của một đồng xu, bạn không thể loại bỏ một mặt nào, vì đồng xu chỉ có giá trị khi nó đầy đủ cả hai mặt. Và bi phải được cả hai nhóm người này, là những người không hiểu biết về bi rồi bán tháo, và cả nhóm người có nhiều bi để tiêu xài để giúp thúc đẩy thị trường bi network sôi động. Cho nên chắc chắn không thể tránh khỏi được sự bán tháo. Dù cho bạn có thể đưa ra 1 tỷ lời khuyên thì cũng sẽ có những người bằng một cách nào đó họ cũng sẽ bán sạch số bi của mình. Cuối cùng tổng kết lại, có thể thấy cơ chế khóa nó vừa giúp cho lượng bi lưu hành trong giai đoạn đầu không nhiều nhằm tăng độ khan hiếm, khi bạn sẽ không bán tháo hết tất cả số bi của mình. Đồng thời cùng lúc đó cũng sẽ có nhiều người bán tháo vì họ không am hiểu về giá trị của bi hoặc là vì lý do bất khả kháng. Cho nên sẽ có rất nhiều người đến và mua bi khi chúng ta xây dựng nên một thị trường đầy tiềm năng và sôi động, và mình tin bi có thể làm được điều đó. Giờ công việc đó nó không chỉ đặt lên vai các bi core team, mà sự thành công của bi
nó dựa vào tất cả mọi người, những người đã có mặt và tham gia vào quá trình phát triển của Bay Network cho đến ngày hôm nay. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta vẫn sẽ còn cùng nhau đồng hành khi Bay Network thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.